Vụ cháy nhà 5 tầng, 14 người tử vong, Bí thư Chủ tịch Hà Nội đến hiện trường kiểm tra. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã đến hiện trường kiểm tra công tác cứu hộ vụ cháy nhà trọ 5 tầng ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, ngôi nhà trong ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao, ngôi nhà 5 tầng cho thuê trọ, tầng 1 có cửa hàng sửa chữa xe máy, xe đạp điện. Ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đã đến hiện trường kiểm tra. Cũng trong sáng ngày 24 tháng 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đến kiểm tra hiện trường. Theo ghi nhận, gia đình chủ nhà gồm 7 người, cụ già, hai vợ chồng ngoài 60 tuổi, vợ chồng con trai, hai cháu nội, ngôi nhà cũ trong ngõ sâu, gia cảnh chủ nhà khó khăn nên cho người ở chung có thêm thu nhập. Đám cháy xảy ra, người chồng đang ngủ phòng trên tầng 2 cùng hai cháu nội, được giúp đỡ của hàng xóm, đập cửa sổ, leo thang dây, thoát chết. Cụ nội ngủ ở tầng, được hàng xóm cứu ra ngoài. Ông Quyết, chủ nhà chưa biết số phận con trai, con dâu và vợ thế nào, tôi cùng hai cháu nội thoát ra ngoài bằng cửa sổ. Vợ ngủ cùng buồn, sau đó lại chạy xuống dưới, ông nói. Hiện ông Quyết cùng con dâu và hai cháu nội thoát được từ cửa sổ tầng 2. Con dâu của ông Quyết bật điện thoại thò ra ngoài cửa sổ kêu cứu và được hàng xóm hỗ trợ thoát xuống. Theo ông Quyết, hiện cảnh sát phòng cháy chữa cháy đưa nhiều túi xác ra ngoài. Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an thành phố tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành có liên quan phối hợp Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy. Vụ cháy làm 14 người tử vong. Theo Công an thành phố Hà Nội, lúc 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5 năm 2024, Tổng đài 114, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố, nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 1 hẻm 31 ngách 98, ngõ 43, đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Đến 0 giờ 52 phút cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm cứu người bị nạn. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh, thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt. Trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Đến 1 giờ 26 phút sáng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng phát hiện 14 người tử vong. Vụ cháy nhà trọ 14 người chết ở Hà Nội sau 3 tiếng nổ lớn, lửa bùng lên dữ dội. Thưa quý vị, theo một số nhân chứng, sau 3 tiếng nổ lớn phát ra ở tầng 1 ngôi nhà thuê trọ nằm sâu trong ngõ 119 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Choàng tỉnh giấc bởi nhiều tiếng nổ, anh Trần Hưng Thịnh, sống cách hiện trường khoảng 15m, hoảng hốt phát hiện tại tầng 1 ngôi nhà cao tầng nằm sâu trong ngõ 119 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm đó là vào khoảng 0 giờ 30 phút, tôi thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ tầng 1 của ngôi nhà, cũng là nơi sửa chữa xe máy, xe đạp điện. Mọi người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy và lấy bình cứu hỏa mini để dập lửa, anh Trần Hưng Thịnh kể. Cũng theo anh Thịnh, dù mọi người rất cố gắng nhưng không thể dập được cháy, lửa lan nhanh tạo ra nhiều khói, rất khó thở. Một lúc sau thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp đến. Công tác cứu chữa rất kịp thời nhưng vẫn có nhiều người bị thương được đưa ra bên ngoài. Đến khoảng 3 giờ thì nhiều người được đưa ra bằng cáng, có cả những nạn nhân bị bọc kính, anh Thịnh nói. Cũng sinh sống gần nơi ngôi nhà trọ, chị Phạm Thanh An cho biết, bà giật mình bởi tiếng nổ phát ra. Tiếng nổ đầu tiên làm tôi giật mình, sau đó liên tiếp là 2 tiếng nổ nữa. Tôi nhanh chóng chạy xuống mở cửa thì phát hiện ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, bà Hoàng kể lại. Cũng theo chị An, lúc đó mọi người hoảng hốt chạy nháo nhào hết, khung cảnh rất hỗn loạn. Ông Phạm Quốc Việt, đội trưởng đội hỗ trợ sơ cứu FIS Angel cho biết, hơn 10 thành viên của nhóm đã đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn cứu hộ từ lúc 1 giờ sáng. Căn nhà gồm nhiều phòng cho thuê trọ, trong các phòng có nhiều người. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn do lửa nóng, nhiều khói.
Lực lượng cứu hỏa và đội đã rất nỗ lực để cứu các nạn nhân. Sự việc quá đau lòng, ông Phạm Quốc Việt nói. Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, ngôi nhà nằm trong ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã điều động nhiều xe cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường. Tuy nhiên, do ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, cách xa mặt đường Trung Kính hơn 200m, nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận tới nơi. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phải kéo đường ống dẫn nước từ đường Trung Kính vào hiện trường để chữa cháy. Theo ghi nhận của phóng viên, thì tại hiện trường có hơn 10 xe cứu thương của nhiều lực lượng ứng trực sẵn bên ngoài. Đến hơn 3 giờ sáng, ghi nhận tại hiện trường cho thấy lực lượng chức năng đã đưa nhiều nạn nhân ra bên ngoài bằng cáng. Đến 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, thì đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hà Nội cho biết công tác cứu hộ cứu nạn đã thực hiện xong. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa xác nhận đã ghi nhận nhiều người tử vong nhưng chưa thống kê được số lượng chính xác. Hiện công an đã phong tỏa phố Trung Kính để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường. Kể từ sau khi vụ cháy rúng động lòng người ở Khương Hạ xảy ra, nhà nước thắt chặt cũng như đưa ra các phương án phòng cháy chữa cháy nghiêm ngặt. Ý thức được tính quan trọng của công tác phòng chống hỏa hoạn, nhiều chung cư mini ở Hà Nội đã có sự thay đổi rõ rệt để đảm bảo hơn về an toàn. Kể từ sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng, rất nhiều nơi trước đây không có thiết bị phòng cháy chữa cháy thì đến nay đã bổ sung đầy đủ hơn. Ví dụ, biển cảnh báo được dán khắp nơi trong các tòa chung cư mini để tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức về vấn đề này. Những hộp cứu hỏa trước kia trống rỗng thì nay được trang bị đủ bình cứu hỏa. Tại tầng để xe, hầu như đều được trang bị thêm quả cầu chống cháy để có thể mau chóng dập tắt ngọn lửa sau khi mới bùng phát. Hệ thống cảnh báo cháy, vòi phun nước, chuông báo cháy cũng được bổ sung tại nhiều chung cư mini. Đáng chú ý nhất, những cầu thang thoát hiểm đã được lắp đặt ở nhiều vị trí phía ngoài các tòa nhà và có thiết kế thuận tiện cho việc người dân thoát hiểm nếu không may hỏa hoạn xảy ra. Anh Hoàng Thế Anh, quản lý 5 căn chung cư tại Hà Nội thông tin. 3 căn nhà có diện tích mặt sàn khoảng 25-30m2 được chúng tôi trang bị thêm 3 quả cầu chữa cháy tự động. 2 căn còn lại có diện tích nhỏ hơn cũng được lắp 2 quả cầu chữa cháy tự động, đều là loại 8kg. Chúng tôi có lắp thêm cầu thang thoát hiểm bằng inox phía bên ngoài ban công để giúp cư dân thoát nạn. Theo anh Thế Anh, mỗi quả cầu chữa cháy tự động được thiết kế để có thể dập lửa tự động trong diện tích khoảng 9m2. Còn cầu thang thoát hiểm hoàn toàn bằng inox để tránh hiện tượng han rỉ khi phải chịu nắng mưa ngoài trời. Chân cầu thang được thiết kế cách mặt đất khoảng hơn 2m, khoảng cách vừa đủ để người sử dụng tiếp đất dễ dàng. Đồng thời cũng ngăn cản kẻ gian lợi dụng để đột nhập vào nhà. Ông Nguyễn Văn Quang, chủ một khu chung cư mini ở Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, ông cũng trang bị đầy đủ bình cứu hỏa, bóng cứu hỏa và còn thêm quy định cấm để xe điện ở tầng để xe. Người ở được yêu cầu không được để đồ lộn xộn, chắn cửa thoát hiểm. Thang bộ cũng phải gọn gàng, tránh vật liệu dễ cháy. Tất cả các phòng thì phải luôn mở cửa thoát hiểm. Dù trước đó cửa này được khóa lại và chìa khóa đã giao cho cư dân. Ông Quang cũng đã hoàn thiện 2 cầu thang thoát hiểm phía bên ngoài ban công của tòa nhà để thuận tiện cho việc thoát khỏi đám cháy nếu không may xảy ra. Ông cho hay, việc này mất thêm chi phí, nhưng tôi nghĩ các chủ đầu tư nên thực hiện ngay để đảm bảo an toàn về lâu dài cho cộng đồng. Theo ông Quang, sau vụ cháy kinh hoàng ở Khương Hạ, ông và những người đang sinh sống tại chung cư mini đều nhận thức được rằng việc chống trộm không thể quan trọng bằng chống hỏa hoạn. Ông Quang cho hay, để đảm bảo an toàn cho cả khu dân cư, tôi đều đặn đi kiểm tra hoặc nhờ người thân luân phiên giám sát mỗi ngày. Thấy ai vi phạm là nhắc nhở, phê bình ngay. Từ sau vụ việc ở Khương Đình, tôi không thể phó mặc hoàn toàn việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho cư dân được, mà tôi phải trực tiếp quản lý, chịu trách nhiệm. Sau vụ cháy thảm khốc ở Khương Đình, nhiều khách hàng đã thay đổi tư duy tìm chỗ ở khi săn mua các căn hộ chung cư mini. Nếu trước kia họ chỉ ưu tiên giá cả, vị trí của dự án, thì bây giờ yếu tố được quan tâm đầu tiên và quan trọng nhất là nơi đó phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Anh Thành Trung, một môi giới chuyên về căn hộ chung cư mini cho biết, khách thuê còn đỡ, chứ khách mua đến hiện tại thì vẫn e dè với chung cư mini. Mỗi mẫu tin tôi đăng đều phải đăng kèm thông tin có phòng cháy chữa cháy, có thang dây, mặt nạ chống độc thì mới có khách quan tâm. Vì thế nên hầu như tất cả chủ đầu tư bây giờ đều phải trang bị thêm nhiều thiết bị, biện pháp phòng cháy chữa cháy mới mong bán cho thuê được nhà. Chị Mai Thu, 28 tuổi, cư dân sống trong một căn chung cư mini trong ngõ nhỏ tại phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội nói: tôi yên tâm hơn hẳn
khi chủ nhà trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy, còn lắp thêm cầu thang thoát hiểm, đồng thời hướng dẫn cư dân sử dụng những loại trang thiết bị này. Trước kia, cả chủ đầu tư và người dân chúng tôi đều thờ ơ vấn đề này. Mọi thứ chỉ là hình thức mà thôi. Hiện tại, thang thoát hiểm gần như là một trang bị bắt buộc đối với chung cư mini, bởi nhiều người nhất quyết tẩy chay loại nhà này nếu không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.